Rồi rồi, chương trình bắt đầu. Đã được danh hiệu học viên xuất sắc của khoa học Zoom Lab do anh Toàn lãnh đạo, thật ra rất vui vì sẽ có một phần thưởng cho mình, riêng cho mình, và một việc nữa là cũng sẽ là thực hiện được mong muốn của mình, là thực hiện có một website của mình. Nhưng trong phòng chọn là có một kế hoạch là có 3 người, là một người sẽ tạo là một trang web, một người SEO và một người sẽ dịch bài để viết trên web, và có em đây xem bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch đó. Và tiếp theo xin cảm ơn anh Toàn và anh Nghĩa đã tổ chức chức khóa học này để chúng có thể biết thêm được cái kiến thức về thiết kế web. Cảm ơn anh. Tuyệt vời. Ok. Rồi. Và tiếp theo, hạng mục tiếp theo của chúng ta đấy là chúng tôi sẽ có một giải nhì dành cho học viên xuất sắc thứ hai, dành được trong khóa đào tạo thiết kế web này. Và mở trang web ạ. Vâng ạ. Đây chính là trang web thứ hai ạ, trang web truyềnquanghay.freevn.com. Mời chủ nhân ở đó đâu ạ? Một tràng vào tay. Và phần thưởng mà bạn Trần Quang nhận được nó sẽ là một khóa học bổng từ công ty GM An Bình. Và tôi xin được hân hạnh kính mời anh Trần Minh Tân, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO công ty GM An Bình sẽ lên trao giải cho bạn ạ. Xin mời anh ạ. Anh đưa tay anh Tân. Đưa tay anh Tân. Anh ở đây là bút ạ. Tôi đây không ký đâu. Đây ghi tên, ghi tên sợ ký. Mình sẽ ghi tên của bạn ạ, bạn Trần Quang Anh ạ. Đây là sau hậu trường ạ. Bắt tay lại đây. Bắt tay lại. Ok. Cắt. Anh có thể để cái chữ ký của mình vào đây không ạ? Giữ như là con dấu này. Em vô cân bận nhé. Ok. Chữ ký của anh đấy rất là dị. Dị. Đây là khóa học bổng đánh thức vệ thần làm chủ vệ đánh thức vệ thần làm chủ vận mệnh. Khóa học này thì anh đào tạo khá là thường xuyên. Chỉ giá của nó là khoảng 300.000, nhưng mà thực ra cái giá trị của nó là lớn hơn. Khóa này là anh đào tạo khoảng 1 ngày. Bạn nào mà có may mắn được học thì các bạn nên đến học. Khóa học này cũng rất là hay. Ok. Khóa học này là trực tiếp do anh đào tạo. Thôi lấy tay xuống đi. Cái nhóm ảnh ra là báo chúng ta. Sao chúng lừa thôi. Lên báo đây. Chắc chắn lên báo đây. Lên báo con chơi, lên báo con ngay. Cho anh kèm. Lên báo đây. Ôi kia mình đang lên báo. Rồi, ok.